Ngày 16 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 27 tháng 3 năm Quý Mão, giáo sư tiến sĩ Pramesh Sivarajan, trưởng khoa Phật học, phó giáo sư tiến sĩ Nathira Sride, phó trưởng khoa Phật học trường đại học Maha Chulalongkorn Ratchavidyalaya, Thái Lan và thành viên đoàn đã đến thăm chùa Hoằng Pháp. Nhân chuyến thăm, đại diện ban giám hiệu trường đã có buổi chia sẻ, giới thiệu đôi nét về trường đại học Maha Chulalongkorn Ratchavidyalaya, quảng bá các chương trình đào tạo, các hoạt động của trường, các vị trưởng khoa, cố vấn hỗ trợ sinh viên nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho chư tăng ni có thể tìm hiểu, tham gia các chương trình học tại đây. We think you are ability to study at MGU and you are interested in Buddhism. We have to come here today. Chúng tôi đến đây, chúng tôi kính mong là sẽ nhận được sự quan tâm của quý vị và mong quý vị sẽ có thể là quan tâm tới chương trình học, chương trình đào tạo liên quan tới Phật giáo của trường Maha Chulalongkorn. Okay. Thank you everyone to sacrifice your appreciate your valuable time to join with us today. Thank you everyone. Thank you. Xin chân thành cảm ơn tất cả chư tôn đức tăng ni cũng như là quý Phật tử đã dành một cái khoảng thời gian buổi chiều hôm nay để có mặt và để nghe ban giám hiệu nhà trường cũng như là khoa Phật học chia sẻ về trường đại học Phật giáo MCU chiều hôm nay. Nhân đây, Đại Đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoằng Pháp, cựu sinh viên của trường đã có lời chia sẻ về một số kinh nghiệm, những điều cần thiết khi theo học cũng như hoàn thành tốt các chương trình học tại trường. Trước đây là khoa Phật học, nó gồm có 3 chuyên ngành. Thứ nhất là Phật học, thứ hai là tôn giáo học, thứ ba là triết học. Thì con đã học tốt nghiệp về triết học. Còn thầy Tâm Đồng là học tôn giáo học. Còn thầy Tâm Hướng là học Phật học. Chia ra như vậy. Và bởi vì chia ra như vậy nó cũng tùy vào cái sở thích của mỗi người.